Thưa quý vị, với vai trò là kênh truyền hình chuyên biệt dành cho nông dân, sau 6 năm lên sóng thì các chương trình của VTC16 đã giúp giải quyết rất nhiều những khó khăn vướng mắc cho bà con nông dân trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhờ thường xuyên theo dõi và áp dụng các chương trình trên VTC16, rất nhiều nông dân đã trở thành chuyên gia nông nghiệp, mang những kiến thức thiết thực học được áp dụng vào quá trình sản xuất của gia đình và đặc biệt là còn chia sẻ cho bà con hàng xóm. Trong tiểu mục Về làng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa quý vị về với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để gặp gỡ một nông dân đã thành công nhờ xem truyền hình VTC16. Người đàn ông này không phải chuyên gia trồng trọt, cũng không phải cán bộ nông nghiệp địa phương. Thế nhưng, trong làng, trong xóm, tiêu nhà nào bị dịch bệnh, họ lại tìm đến anh. Nhiều người gọi anh là bác sĩ cây trồng. Ê, chú đưa cuốc tôi từ hướng dẫn cho chú này. Bây giờ, khi chú thu hoạch xong, chú chỉ cào, nó ra độ khoảng chừng ngoài tán lá của nó. Là chú rắc phân vào bốn quanh và nếu mà có điều kiện, trộn phân với chi cô bằng ma để thế nào nó thật hiệu quả cho nó, mình sẽ ngăn ngừa được những cái nấm dại. Hiện đây thì có anh đây, vậy anh xem cái đảo phân chi cô bằng ma đó như thế nào để làm cho nó tốt về cái sự đảm bảo về cái phân nó mục hoai bỏ cho cây trồng nó thật là hiệu quả. Thuần thục các kỹ năng canh tác, hiểu biết về thị trường giá cả. Tuy nhiên, điều ít ai biết, anh Lâm đã từng có ý định bỏ nghề nông sau nhiều năm liên tiếp thất bại. Trong cái cuộc làm ăn với cái cuộc đời tôi, nó thất bại rất nhiều. Ví dụ như vườn chuối, là tôi bị cái loại nấm mà bây giờ không thể thuốc chữa. Hay là cá tôi đã nuôi nó từng chết hàng loạt. VT16 là một cái kho kiến thức không vô tận cho các chuyên gia đã tư vấn cho tôi thì đã thành công rất là mỹ mãn. Muốn như thế là cùng bà con như thế là cùng theo dõi và cùng tìm và họ học hỏi trên VT16 để cho cuộc sống của mình càng ngày càng đỡ hơn. Cuốn sổ ghi chép này là minh chứng cho sự gắn bó của anh Lâm với kênh VTC16 suốt 2 năm nay. Hàng ngày, anh dành một quỹ thời gian nhất định để theo dõi và tổng hợp lại tất cả các kiến thức mà anh cho là hữu ích trên kênh VTC16. Anh Lâm anh cũng hay đi chỉ ấy và xem được nhiều kiến thức trong những cái VT truyền hình với trong các cái tham khảo hội thảo bên nông dân. Anh cũng có chỉ lại cho bà con cũng có hiệu quả. Hơn 2 năm gắn bó với VTC16, vừa học hỏi, vừa thực hành và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mới cho bà con làng xóm. Cuộc sống của anh Lâm đã thay đổi. Anh có thu nhập ổn định nhờ vườn tiêu và nhận được sự tin yêu, nể phục của những người hàng xóm.